Giá heo hơi hôm nay 13 tháng 8 tương đối ổn định. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 61.000, 66.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc. Thị trường heo hơi tại miền Bắc, giá thu mua đi ngang trên diện rộng. Hiện tại, thương lái ở Lào Cai và Ninh Bình đang cùng giao dịch heo hơi với giá thấp nhất khu vực là 64.000 đồng 1 kg. Heo hơi tại các tỉnh thành còn lại được thu mua với giá trong khoảng 65.000, 66.000 đồng 1 kg, tùy khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 64.000, 66.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung theo ghi nhận, giá heo ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng không có biến động mới. Trong đó, heo hơi tại Quảng Trị, Khánh Hòa và Đắk Lắk đang được thu mua với giá thấp nhất là 61.000 đồng 1 kg. Thương lái tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi đang cùng giao dịch heo hơi với giá 62.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại cùng neo ở mức 64.000 đồng 1 kg. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000, 64.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam, giá giao dịch heo hơi ở khu vực miền Nam giảm 1.000 đồng 1 kg tại tỉnh Đồng Tháp, hiện ở mức 61.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì đi ngang. Ở khu vực phía Nam hôm nay, giá thu mua dao động trong khoảng 61.000, 64.000 đồng 1 kg. Giá thịt Marmite Daily. Qua khảo sát, giá thịt heo Marmite Daily từ trang winmart.vn vẫn đi ngang mới tại thời điểm khảo sát lúc 7 giờ 15 phút. Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 108.720, 165.522 đồng 1 kg. Trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của Vinmart. Cụ thể, 108.720 đồng 1 kg là mức giá thịt đùi heo thấp nhất hiện tại. Cao hơn là giá hai loại thịt gồm chân giò rút xương và thịt heo xay ứng với mức 115.922 đồng 1 kg và 118.322 đồng 1 kg. Giá thịt heo tại công ty thực phẩm Hà Hiền. Khảo sát lúc 7 giờ 15 phút cho thấy, thịt heo tại công ty thực phẩm tươi sống Hà Hiền chững giá trở lại. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 69.000, 165.000 đồng 1 kg. Theo đó, đuôi heo và sườn non heo được bán với giá lần lượt là 157.000 đồng 1 kg và 165.000 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, nạc đùi heo, sườn già heo và ba rọi heo hiện đang có giá bán ứng với mức 109.000 đồng 1 kg, 110.000 đồng 1 kg và 134.000 đồng 1 kg.